Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV. Thưa quý vị và các bạn, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông xuống nước ta nên trong ngày hôm nay tại miền Bắc duy trì nhiều mây, nền nhiệt độ chỉ dao động xung quanh ngưỡng từ 17 đến 20 độ. Riêng khu vực phía Tây trời có nắng nhẹ nên nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 23 độ. Về đêm mức nhiệt lại tiếp tục hạ xuống sâu. Nhiệt độ các tỉnh vùng núi vẫn thấp dưới 12 độ, vùng đồng bằng nhiệt độ thấp dưới 15 độ. Kèm theo đó là độ ẩm trong không khí cao nên cảm giác rất buốt vẫn duy trì. Dự báo trong 3 ngày tới, Bắc Bộ phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ riêng phía Đông Bắc Bộ. Về đêm của 3 ngày tới, có mưa nhỏ rải rác, trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi từ 6 đến 9 độ. Lưu xuống thời tiết miền Trung, đới gió đông bắc tầng thấp vẫn còn hoạt động mạnh. Dự báo các khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên còn có mưa rào rải rác xảy ra về đêm và sáng sớm, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 15 mm. Về nhiệt độ thì trời rét ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, lạnh ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi và khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận thì thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất cũng ở ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Dự báo trong ngày mai, khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa và mưa rào. Phía Bắc trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ. Phía Nam nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Đến với thời tiết phía Nam là hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời tiết vẫn duy trì ổn định. Dự báo trong 3 ngày tới, mưa chỉ xuất hiện vài nơi về chiều tối. Về đêm trời rét ở khu vực Tây Nguyên và se lạnh ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Do đó tại Tây Nguyên nhiệt độ dao động từ 16 đến 19 độ, còn ở Nam Bộ mức nhiệt từ 20 đến 22 độ. Đến trưa chiều thời tiết vẫn ở trạng thái nắng ráo nên nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ 25 đến 27 độ, còn ở Nam Bộ với mức nhiệt cao nhất từ 30 đến 32 độ. Trên biển trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ngoài ra, trong những ngày cứ tuần sau, trên Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ít có khả năng mạnh lên thành bão. Nó sẽ gây ra thời tiết xấu trên biển nên bà con ngư dân cần hết sức chú ý. Và áp thấp nhiệt đới này có thể đổ bộ vào đất liền hay không thì mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị đăng ký để theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.